Hôm nay tại vùng biển Tây Cống phát hiện một chiếc du thuyền đã được xác định chủ tàu là Bàn Chứng Vũ, ủy viên điều hành của tập đoàn Bàn Thị, một trong 4 công ty địa ốc lớn của Hồng Kông. Dựa theo tiết lộ của người biết tin, tuần trước Bàn Chứng Vũ... Xin chào, tôi là Alex. Hiện giờ không thể nghe điện thoại của bạn, vui lòng nhắn lại. Lúc nãy cô không thấy thôi, lúc cổ làm mất điện thoại đã khóc đến sướt mướt vô cùng. Hy vọng là gì? Vệ sinh. Trời ơi, có phải đang xếp hàng mua gạo không? Phải. Nè, Gia Bảo à, sao trễ quá vậy? Gạo bị người ta giành hết rồi. Bác kêu tôi đi mua cả và giấy vệ sinh. Cô mau tới siêu thị cuối đường đi, người ta xếp hàng dài hết rồi đó. Hả? Siêu thị cuối đường đó hả? Phải. Nhanh lên đi. Tôi đi nha. Nếu không có còn gì nữa đâu. Bye bye. Vậy? Thì đó. Chào chị Chung. Tuần trước chị lừa má tôi có 100.000 để mua trễ bản làm. Chị lừa má tôi nói sau khi uống vào có thể phòng viêm phổi. Má của tôi nghe lời của chị, sau khi uống xong ngộ độc thực phẩm phải vô bệnh viện đó. Tôi kiểm tra rồi, thì ra không có lễ bản làm, chỉ có vỏ cây thêm mạt cưa. Thiệt tình muốn mua chuộc mạng người ta luôn đó. Cậu biết đó, đường ruột của người già thường xuyên có vấn đề, không chừng không liên quan tới rễ bản làm đâu. Nè, chúng tôi cũng có uống, chúng tôi đâu có sao đâu hả? Phải. Cậu có kiểm tra kỹ lại chưa hả? Anh Thắng ơi. Hả? Tức là chúng ta làm hàng xóm mấy chục năm, anh tốt bụng á thì ai nấy đều biết mà. Nhưng mà vợ của anh đáng ghét lắm đó. Cậu nói cái gì? Chỉ cần một vụ toàn bộ đại giác chủy đều biết đó. Đến bài gian lận nè, chuyên lừa người ta mua hàng giả nè. Nhưng chuyện này lúc trước không có liên quan tới tôi không có lên tiếng đâu. Nhưng bây giờ động tới má của tôi nha, tôi không thể buông tha cho chị được đâu. Vậy đi, một giá một thôi nè. Nếu hai người bồi thường 80-90 ngàn tiền thuốc thang cho tôi sẽ kêu anh em của tôi á sửa chữa giùm cho hai người. Đồ đáng ghét phá quán tôi phải nát người cậu thì có. Cậu biết cái gì bự con lắm sao gì đấy? Tôi nhận được là bạn đâu vậy? Sao đây nè, sửa chữa đây chán sao? Ba có sao không? Tránh ra. Từ cẩn thận đấy ba. Ba có sao không? Hả? Ba có sao không? Dạ Bảo, chẳng phải con tới siêu thị nhập hàng sao? Sao con quay về nhanh vậy? Kỳ mới gọi cho con, nói tìm tạp quá, có nhiều người tới gây rối nên con lập tức chạy về đi. Kỳ đâu? Không thấy nó. Các người có đi mau chưa? Các người còn gây rối ở đây, tôi sẽ báo cảnh sát. Báo cảnh sát hay lắm đó. Bắt luôn dì ghẻ của cô đi. Mà ta bắt đồ giả hại hàng xóm đó, có ai ở tù trước? Dì Phương à, thật ra có phải thật không? Lỡ tới sở cảnh sát thì không thể cứu vãn được nữa đâu. Đi khùng quá đi. Người ta nói gì thì con tin sao hả? Con không biết suy nghĩ sao? Hàng của dì cũng là nhập của người ta, sao con không nghĩ dì cũng là người bị hại? Điên khùng. Xin lỗi. Xin lỗi nha. Xin lỗi. Em coi chúng ta mua nhiều đồ không? Phải, lại có túi mới để xài nữa. Tuần sau chúng ta lại đi mua nữa ha. Cũng được, gần đây em lại chọn được một cái túi, với lại em đang muốn uống trà chiều nữa đó. Cũng được. Nè. Cảm ơn. Chị à,
Chẳng phải em hẹn với anh Cường đi uống trà chiều hả? Phải đó, nhưng mà gã đó chán quá, nó một hồi thì đi rồi. Hay là em đã hẹn với người khác? Điên rồi hay sao vậy? Đừng có nói đùa nữa. Hôm nay là cá tháng tư mà, muốn nói thì nói, đâu có chết dễ như vậy. Hả? Được rồi, nói sao đi. Sao vậy? Nói lung tung thôi mà kệ đi. Ai gì? Hả? Bác Tài à, làm ơn mở radio lớn tiếng một chút, tôi muốn nghe tin tức. Có tin tức động trời gì chứ? Lúc này đã nói Hồng Kông không phải ổ dịch rồi. Không phải, Trương Quốc Vinh vừa mới tự tử chết rồi. Lúc nãy bạn của tôi cũng gọi tới, tôi đã phanh phui luôn rồi. Bạn của tôi là phóng viên, cậu nói Trương Quốc Vinh mới nhảy lầu ở Trung Hoàng. Không phải chứ bác Tài, hay là mở radio lớn tiếng chút cũng có phải thiệt không? Ca sĩ Trương Quốc Vinh tối nay đã tới một khách sạn ở đường Cang Nạc Trung Hoàng, nhảy từ trên cao xuống tử vong. Vào lúc 6 giờ 41 phút chiều, Trương Quốc Vinh đã từ một khách sạn ở đường Cang Nạc Trung Hoàng rơi xuống về đường Cang Nạc, trốn vào lan can của khách sạn. Sau khi nhân viên cứu hộ đưa anh tới bệnh viện Mary, xác định tử vong, người phát ngôn của tổ quan hệ công chúng không lý nào tra, anh nổi tiếng vậy không thể nào là thật chứ. Sau khi đưa sao lại như vậy chứ, có nhầm lẫn hay không đây? Bệnh của nạn nhân thổ lộ bản thân đang bị bệnh trầm cảm. Ba, sao khuya rồi ba không ngủ vậy? Con nhỏ này, thì ra mày hèn hạ như vậy, theo loại đàn ông lăng nhăng đó, làm nghề bán thân. Ba, con không có, ai đã nói với ba như vậy chứ? Mày không có, mày coi đi. Ở đâu ra đây, những túi xách này mày có thể mua sao? Mày lấy đâu ra nhiều tiền vậy hả? Ba ơi, túi này đâu có phải là của con đâu. Không phải của mày, vậy từ trên trời rơi xuống sao? Hay là ngủ chứ người ta kiếm được hả? Ba ơi, túi này... Chị à, cái túi này tìm được ở trong phòng của chị đó. Không phải của chị, không lẽ của em sao? Ba ơi, túi này không phải của con. Túi này là của người đàn ông đó, tặng cho Kỳ Kỳ đó. Chị biết rồi, em bỏ túi này vô phòng của chị hả? Ê trời ơi, mày có phải con người không? Hả? Đó rằng bản thân đã làm sai còn đổ thừa em của mình, mày làm chị như vậy sao? Ba à, không phải là của con đâu, con không làm gì sai. Má con họ dù khống con thôi. Dù khống hả? Đúng ra tao cũng không muốn nói. Lúc trước hàng xóm nói với tao là nhìn thấy mày đi chơi với đàn ông ở ngoài đường, tối nào cũng không thấy bóng dáng của mày, nửa đêm cũng chưa thấy về. Nói đi ôn bài, được một trai thì có. Chị bảo à, em biết trước giờ chị không có ưa em và má, nhưng bao nhiêu năm qua, có bao giờ má con em mất lòng chị hay không? Bây giờ chị ra ngoài làm những chuyện như vậy, chúng ta là người một nhà, nếu chị chịu nhận lỗi thì tất cả mọi người đều đồng ý tha thứ cho chị. Nhưng nếu chị không chịu nhận lỗi, còn đổ hết tội danh lên đầu của em thì hả? Thôi bỏ đi, cả đời chúng ta chỉ có hai chị em thôi, em sẽ chịu tiếng quan này giùm cho chị. Ba, con cũng hiểu, chị Bảo mới là con ruột của ba, ba tin chị cũng phải thôi. Con không biết mình ở lại đây làm cái gì nữa. Má, má đừng có kéo con mà để con đi. Đừng mà Kỳ Kỳ, con không có làm gì sai hết, tại sao người đi phải là con chứ, đừng sợ. Má, đến giờ má cũng không hiểu hay sao, bọn họ coi chúng ta là người ngoài kìa. Dù sao thì con cũng không phải là con ruột. Bao nhiêu năm qua, con không có chỗ đứng ở trong cái nhà này. Chúng ta không biết ở lại đây để làm cái gì nữa. Đừng má, đừng má. Kỳ, con đứng yên đó. Người phải đi không phải con. Mày đi cho tao, tao coi như không có đứa con này. Ba, đi. Ba không tin con thật đi. Sao? Ba, con không đi, ba đừng đuổi con. Mày thích đàn ông gì vậy? Ba, kêu bọn họ nuôi mày đi. Ba, đi đi. Con không có mà. Nhà này nghèo lắm, nhà này nuôi mày không nổi đâu. Con không đi đâu, ba. Ba, con mới là con ruột của ba mà, con không đi. Chính vì mày là con ruột của tao, tao mới càng đau lòng hơn đó. Tao coi như không có đứa con ruột như mày. Mày đi đi. Ba, ba. Con đi, không đi. Đi đâu ba. Đi, đi. Ba, ba đừng đuổi con đi mà ba.